Đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa dông nhiều nơi. Cục bộ có những điểm mưa rất to. Dự báo là đợt mưa này sẽ còn duy trì đến hết ngày hôm nay. Cập nhật trong 13 tiếng qua, thì Điện Biên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái là những tỉnh xuất hiện mưa to nhất. Lượng mưa từ 93 đến 116mm. Cá biệt ở huyện Trấn Yên, Yên Bái có điểm mưa tới 252mm. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở xã Hồng Ca. Sạt lở đất đá từ ta luy xuống 3 nhà dân tại thị trấn Cổ Phúc. Rất may là không có thiệt hại về người. Dự báo là hôm nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có mưa dông rải rác. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn đồi dốc đứng. Trên biển, ngày và đêm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định xuống Cà Mau, Kiên Giang, Bắc và giữa Biển Đông, gồm có huyện đảo Hoàng Sa, cảnh báo lốc xoáy gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7 trong mưa dông. Như trước đây, chúng tôi đã thông tin, đoạn đường ở ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị sụt lún ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn nơi ở của người dân. Hiện nay thì khu vực này tiếp tục bị sụt lún và sạt lở nặng nề hơn. Đoạn đường xảy ra sụt lún có chiều dài gần 100 mét. Trong khi cơ quan chức năng chưa khắc phục thì các cơn mưa lớn và triều cường những ngày gần đây đã làm toàn bộ phần đường khu vực bị chìm xuống sông. Đoạn đường nhựa bị xé toạc và sạt xuống bờ sông, khiến cho giao thông nối liền hai xã Mỹ Đức Đông và Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè bị chia cắt. Khu vực này vẫn còn nhiều vết nứt có thể tiếp tục xảy ra sụt lún, sạt lở. Người dân sống ở khu vực này đang khẩn trương tháo dỡ tài sản, giảm tải bờ sông để giảm thiểu thiệt hại do sạt lở và sụt lún đất. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu của bà con nông dân, ghi nhận tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nông dân cho biết, vụ lúa hè thu năm nay đa số bà con xuống giống bằng phương pháp xạ khô hoặc xạ gác. Do nắng hạn kéo dài nên giai đoạn đầu vụ bị thiếu nước, cây lúa chậm phát triển. Đến khi có mưa thì gặp mưa lớn kéo dài làm cho mực nước ruộng lên nhanh. Nhiều diện tích lúa của người dân mới xuống giống được từ 15 đến 20 ngày tuổi bị ngập sâu trong nước từ 40 đến 50 cm, nguy cơ bị ảnh hưởng nặng. Lúc nắng thì nước không có nước, lúa nó không vượt được. Tới mưa được thì mưa chụp xuống ngập quá, lúa nó ngồi lên không được nữa. Nếu như mà tình hình này mà ngập thêm cả tầng 3-4-5 ngày nữa thì lúa sẽ chết 80%, không có thể nào mà cứu vãn nổi. Lúa mà đã gãy phân rồi thì coi như nó có chất đạm này kia là nó mưa này nó đóng gông lại thì coi như nhổ lên là cái lá lúa nó đen đen là nó bắt đầu nó ảnh hưởng nó chết. Từ mình xạ mà tới bây giờ chưa gãy phân thì nó không đến đổi. Mưa lớn kéo dài, lượng nước lớn đã làm ngập toàn bộ hệ thống bờ bao khuôn hộ của bà con nông dân, nên hiện tại người dân không thể bơm tát nước chống úng. Mặc dù ngành chuyên môn huyện Trần Văn Thời đã tận dụng các cống thủy lợi để sổ nước chống úng, nhưng hiện tại mực nước phía bên ngoài khá cao nên việc tiêu thoát nước chậm, thời gian ngập úng có thể còn kéo dài. Theo dự báo, vài ngày tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa nên bà con nông dân rất lo lắng. Mong muốn của bà con lúc này là ngành chuyên môn sớm vận hành các trạm bơm để bơm nước chống úng nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc và miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng trong thời gian mà các em học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày mai bắt đầu giảm mưa và nóng lên, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ C. Sang đến ngày thứ 6, thứ 7 thì sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ mức là 35 đến 38 độ C, có nơi là trên 38 độ C. Miền Trung ngày mai có nắng nóng cục bộ 35 độ C, về chiều tối có lúc có mưa rào. Từ thứ 6 thì sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 39 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thì cả 3 ngày thi tới trời nắng ráo trong ca thi buổi sáng, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 32 độ C, khu vực Nam Bộ nóng hơn từ 31 đến 34 độ C, còn về chiều thì sẽ chuyển mưa dông rải rác, có nơi mưa to kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài trong ngày hôm qua đã khiến cho khu du lịch cầu kính Rồng Mây ở tỉnh Lai Châu phải tạm thời đóng cửa do sạt lở. Mưa to kéo dài nên lượng nước lớn đầu nguồn đã đổ xuống con đường đến khu du lịch. Nước kèm theo cây cối rác và đất đá tràn xuống làm sập mái tôn, cột chống của khu nhà dịch vụ. Nhiều vật dụng như là hàng hóa, vật tư, xe máy v.v. bị đất đá làm hư hỏng. Rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện khu du lịch này đang tạm thời không tiếp nhận khách du lịch, tập trung nhân công để khắc phục thiệt hại.